Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em có hai bộ đục, bộ mũi khoan loại dài, một số mẫu ống dòm, nước hoa của Nam, tai nghe Beats, thớt inox của Đức, cây đo đất, thùng đồ nghề, một số đồ nghề bãi, bào gỗ, uốn sắt, cắt cáp, cảo xích. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Và nay em lên mã B, mã B1 là ở đây em có được 9 cái mũi khoan. Và cái mũi khoan này là nó cực kỳ hiếm và nó dài à, loại này thì nó dài đây. Và ở đây thì em có được 9 cây, thì ở đây là em thấy nó có 3 size. Đây, như cái cây mà dài nhất á, thì nó được là 30 cm, còn cây mà dài thứ hai này thì nó được là 25 cm, và cây này, cây ngắn nhất thì nó được là 20 cm ạ. Và nó đều là còn mới hết đây, của hãng HSS ạ. Đây, HSS. Thì ở đây là em có được 9 cây này, thì cái size của nó là 3,5, 4,5, 5, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 10 ạ. Số thì nó có để ở dưới đây ạ. Đây, mũi khoan là còn mới luôn. Mà loại này loại dài nữa ạ. Thì cái bộ này em bán là 400k. B1 ạ, 400k. Và em qua B2. B2 thì cái loại này thì là loại ngắn ạ. Ở đây thì em có 5 cây. Đây cũng còn mới luôn. Của HSS luôn ạ. Đây, nó là 4, 5, 6, 8, 10. Cái này em bán 140k, B2 ạ. Và em qua B3 là bộ đục. Bộ đục ở đây thì cái bộ đầu tiên này thì em có 5 cây, 5 size. Đây. Cái này là còn mới luôn, có cây, có hai cây này là người ta xài lướt qua ạ. Còn mấy cây này đây, cái phần này của nó là còn mới luôn. Cái cây này thì cái em đo cái bề ngang qua đây, cái phần mà để mình sử dụng qua đây là được 0.6. Cây thứ hai này thì nó được qua đây là khoảng 0.8. Cây thứ ba qua đây là được 1.5. Cây thứ tư này là nó được 1.7. Và cây bảng lớn nhất ở đây thì nó được qua là 2.4 ạ. Bộ đục hôm nay đẹp lắm ạ. Đây. B3 này em bán là 240k. Và em qua B4. Đây, B4 này cũng có cây xài lướt, có cây là còn mới luôn. Đó. Cũng có 5 size ạ. Cái cây này thì cái cây đầu tiên của nó thì cái mũi nó xéo và nó khoảng 0.3. Cây thứ hai này đây thì nó được qua là 0.8. Cây thứ ba này qua đây là được 1.5. Cây thứ tư nó qua đây là được 1.9. Và cây to nhất ạ. To nhất ở đây là được 2.3. Thì cái mã B4 này em bán là 250k. B4. Và em qua B5 ạ. B5 thì nay em có một số mẫu ống dòm. Cái ống dòm B5 này là của Nikon.
Thì hình thức thì cái phần mà này thì nó là bằng nhựa phía bên ngoài đây, thì do quá trình vận chuyển thì nó bị cấn bị bể vậy, nên em bỏ cái lớp phía bên ngoài ra rồi. Thì các anh về các anh mình có thể mình dán đề can, mình dán cái phần này á, nó thì nó rất là đẹp luôn. Nhìn á thì em test rồi, nhìn rất là rõ luôn. Rõ mà nhìn xa nè, đây hãng Nikon của nó đây. Nó về các anh chỉ cần các anh dán đề can màu đen vô. Đó. Đây phần mặt kính của nó đây. Còn rất là rõ luôn, rất là sáng, không có bị bể trầy xước gì hết đây. Đó. Cái phần thị kính của nó đây cũng rất là rõ, phần vật kính này ạ. Và cái phần chỉnh này, đó, chỉnh ở đây đây, còn rất là rõ luôn, còn rất là ok. Thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 9,7 và ngang qua đây thì nó được khoảng là 6,8. Thì do là nó bị cấn cái phần này ra rồi nên em bán cái loại Nikon này thì em chỉ bán là 280k thôi. Đây nó có để ở đây đây ạ, à, là 10 nhân 25. Nhìn rất là rõ. Và em qua B6, B6 thì phần cái này đây nó cũng bị cấn cái phần nhựa đây, nó bị như vậy đây. Cái hiệu này cũng là cái thương hiệu luôn đây ạ, à, Bentac. Đây, có chữ Japan, Made in Japan đây ạ, à, Japan. Nó cái phần thủy kính và cái phần vật kính đây không có bị trầy xước gì hết ạ, à, nó còn rất là rõ luôn. Thì về các anh cái chú mình ra tìm điện thoại mình dán cái đề can lên, mình dán cái phần màu đen lên phủ lên đây ạ, à, thì nó rất là đẹp luôn. Thì em đo cái này thì được là chiều dài của nó thì được khoảng 8,3 và ngang qua đây thì được là 8,5. Cái phần chỉnh zoom rồi phần chỉnh xa gần rồi trên đây thì chỉnh cho rõ nét là rất là ok luôn và nhìn rất là rõ luôn. Đó. Thì do nó bị như vậy thì em cũng bán 280k thôi. B6 à, 280k. Và em qua B7. B7 thì cái loại ống dòm này gấp gọn đây ạ. À. Hiệu Sport Class và nó là Made in Japan này ạ. À. Hình thức của nó đây, nó còn rất là mới luôn. Và cái mặt kính của nó đây, nó rất là rõ cái phần thủy kính, cái phần vật kính và cái phần thủy kính nó đây không có bị trầy xước, bị bể gì hết ạ. À. Khi mà mình xem xong rồi mình gấp gọn rồi ạ. À. Cái loại này thì nó vừa dạng như là vừa kính lúp luôn ạ à, và vừa là ống dòm. Thì em đo cái chiều dài nó là 11 và ngang qua đây thì được là 6 ạ. À. Và cái này thì em bán là 320k B7. Và em qua cái B8 ạ. À. Cái B8 ở đây. Đây, cái ống dòm có cọng dây ạ. À. Đây nó để ở đây là 5 x 40. À, có chữ Japan ở đây, đó, Japan. Thì hình thức của nó đây ạ. À. Này thì nó bị bám bụi về các anh mình à, lau khăn ẩm lên một xíu giúp em. Đó. Không có nhiều phần này là phần bám bụi thôi. Còn phần mặt kính đây còn rất là rõ luôn. Đây, rất là rõ. Đây ạ, à, nó không có bị trầy hay bị bể gì hết. Cái này thì em đo cái chiều ngang qua đây thì nó được là 14. Và cái này thì em đo nó dài ở đây thì nó được là 12,2. Về mình vệ sinh lại là rất là đẹp luôn ạ. Cái này thì em bán 400k B8 ạ. Và em qua B9. B9 thì cái ống dòm này là nó có cái túi vải, nó có cái túi vải. Và có cái cọng dây ạ. Và nó có một cái la bàn. Và cái thương hiệu của nó đây là Theta. Và nó nhìn xa là từ 376 đến 1000 mét ạ. Và nó có hai đầu chụp kính lại. Có chữ Japan ở đây.
hình thức của nó đây ạ, còn rất là đẹp luôn. Đây, cái phần thị kính của nó đây, cái phần vật kính này không có bị trầy xước ạ, và cái thị kính đó, không có bị trầy xước. Như cái phần này thì nó bị cái phần phía ngoài thì nó bị trầy xước nhẹ cái lớp mạ thôi, còn cái phần kính của nó đây không có bị gì hết ạ, nhìn rất là rõ luôn, cầm rất là nặng tay. Thì em đo cái chiều dài này đây là được 17 ạ, và ngang qua đây thì được là 16 năm. Và cái này đây nó có cái la bàn ở đây nữa này, rất là hay. Thì cái này là em bán là 1.300.000 ạ, B9. Và em qua B10. B10 cũng là một cái ống dòm hiệu Angle Gao ạ. Cái này cũng còn mới luôn ạ. Cái này thì nó có hai cái nắp để chụp cái phần thị kính lại đây. Và cái phần vật kính này ạ, nó không có bị trầy xước gì hết. Cái này thì trên đây nó để là 12x50 ạ. Cái này nhìn rất là rõ luôn. Cái này thì em đo cái chiều chiều dài của nó ở đây là được 17 và ngang qua cũng được 16 năm, nó cũng bằng cái kia ạ. Và cái túi của nó đây. Đó. Cái này thì em bán là 1.200.000 B10 ạ. Và em qua B11. B11, cái ống dòm này thì nó có làm, nó không có cái túi ạ. Nó có bốn cái núp chụp mặt kính lại hết ạ. Đây, đó. Mặt kính là không có bị trầy xước hay vỡ gì hết. Và cái này là nó là của Philippines ạ. Đây, made in Philippines. Và đây là để 12x50 ạ. Rất là đẹp luôn. Cái này thì mình có thể chỉnh đây, mình chỉnh thu gọn vô đây, nó chỉnh như vậy. Em đo cái chiều dài của cái này thì nó cũng được khoảng là 16 năm. Và ngang qua đây thì nó được là gần 15 ạ. Cái này em bán 600.000. B11 600.000. Và em qua B12 ạ. B12 thì cái này là cái bé ạ. Cái phần thị kính của nó đây, nó không có bị trầy xước, và phần cái phần vật kính này cũng không có bị trầy xước ạ. Cái hiệu của nó đây ạ, Mana 8x30. Của Toko đây ạ, nó của Japan. Cái này thì nó gọn ạ. Và cái phần này đây, như cái này nó bong tróc cái lớp sơn màu đen thì nó hiện lên cái lớp vàng này. Đây là cái viền này là bằng đồng ạ. Thì cái này em đo cái chiều dài của nó ở đây thì nó được là 11. Và ngang qua đây thì nó khoảng là 13 ạ. Cái này thì nó có cái túi nữa này ạ. À, cái túi của nó đây. Cái này thì em bán là 680.000. Mấy cái ống dòm này là em test hết rồi ạ, nhìn rất là rõ. B12 680. Và em qua B13. B13 cái ống dòm này đây.
Cái ống dòm này là nó của là Hàn Quốc ạ. À. Như cái túi này phía bên trong nó có chữ là Made in Korea. Đó, Made in Korea ở trong ạ. À. Nó có chữ Korea đây. Cái này thì nó bị bong tróc cái lớp tem mà nhìn rất là rõ luôn, siêu nét luôn. Cái này mình chỉnh ở trên đây, này nó là ba chức năng ạ. À. À, mình chỉnh ở trên đây và mình chỉnh ở đây và mình chỉnh cái zoom ở đây nữa ạ. À. Đó, mình chỉnh cái ống dòm này, loại ống dòm ba chức năng. Cái này tem mát của nó thì nó bị do dán, thì cái phần tem nó dán lên đây đây. Nó bị bong tróc cái phần này đây ở chỗ này. Đó. Cái ống dòm này em đo nó là được 10 ạ, 10, hơn 10 và ngang qua đây thì được là 10,5. Em bán là 400k. B13 400k. Đó, nó có cái túi vải. Và em qua B14 ạ. Là nước hoa. Nước hoa này của Nam. Nay em có 3 chai của Nam. Mùi rất là thơm luôn ạ. À, cái này là hiệu C của Pháp. Đây ạ, Made in France. Thể tích của nó là 100ml ạ. Và nước hoa này là hàng chính hãng luôn. Các anh các chú mình yên tâm ạ. Hàng sắp tay từ bên Nhật về. Đây, cái phía bên trong của nó đây ạ. Đây, nó có tem mát đầy đủ hết. Made in France. Dung tích là 100ml. Mùi rất là thơm luôn. Thơm mà nó rất là dễ chịu ạ. À. Và cái nước hoa B14 này là em bán 1 triệu. Và em qua B15. Cái này thì cái hộp nó không có đẹp nên em bỏ rồi ạ, à, nó bị rách quá. Cái này là của Tommy đây ạ, à, nó. Đây chữ là nó, chữ này đây, nó dập lên đây luôn. Đây, Made in New Zealand đây, Thụy Sĩ. Dung tích nó là 100ml. Mùi rất là thơm, rất là dễ chịu. Và cái này thì em bán là 800k, B15 800k. Và em qua B16 ạ. À. Nước hoa này nó có chữ là Prada. Này của Pháp ạ. À. Đây, tem mát của nó dưới đây ạ, à, Made in France. Đây ạ, à, chữ brand đây. Đó, dung tích nó cũng là 100ml ạ, à, 100ml. Mùi rất là thơm. Các anh các chú xài mà các chị các cô mà nghe cái mùi này là rất là thích luôn. Đó. Như em là em có xịt thử mùi rồi ạ, à, rất là thơm, rất là dễ chịu. B16 800k. B17 là em qua cái ổ khóa ạ. À. Ổ khóa này là của Đức. Thì nó có cho mình là 4 cái chìa khóa để mình xây cua đây. B17 này em bán 180k. Em qua B18 ạ. À. B18 thì ở đây là em có cái này là cái bàn phím mà để các anh các chú mình gắn vào cái laptop hoặc là cái điện thoại, tivi mà thông minh ạ, là khi mà mình phải gắn vào cái đầu này ạ, là mình mới kết nối được. Mình gắn vào cái laptop hoặc là cái tivi cái đầu này rồi mình kết nối với cái bàn phím này ạ. Đây, và mình dùng 2 cục pin tiểu nhỏ như vậy. Đó, nó có cái nút nguồn ở đây, on off ở đây. Nó như em đang mở thì nó cháy đèn đây ạ.
mở qua đây, nó đang cháy đèn, nó sẽ cháy đèn ở đây. Này chắc phần pin em làm hơi lỏng ở đây à. Đây, nó vô pin thì nó sẽ cháy đèn ở đây. Cái này thì em bán là 100k ạ. Cái bàn phím để các anh các chú mình kết nối với tivi, với máy tính ạ. Em qua B19 làm 12 cái muỗng mình ăn sữa chua ạ. Thép là thép không dĩ. Này ăn sữa chua, ăn kem đây ạ. Muỗng nhỏ. Muỗng này thì cái chiều dài của nó ở đây thì được là 12,3 ạ. Và cái này qua đây thì nó được là 2,4. Em bán 150k. Thép không dĩ. B19 ạ. Em qua B20 là cái tai nghe. Cái tai nghe này là của Pet ạ. Cái tai nghe này thì em bán lâu rồi ạ. Nó là các anh mình gắn trực tiếp vào điện thoại hoặc là máy tính luôn ạ. Tai nghe này thì nghe rất là hay luôn. Đó, cái bass của nó nghe rất là hay. Đây, cái dây màu đỏ và cái tai nghe thì là màu đen đây ạ. Đó, cái chui tròn. Cái này thì nó có một cái túi. Đó, nó kiểu nó như vậy đó. Nó có một cái kẹp và mấy cái đầu để khi mà mình thay được ở đây nữa ạ. Đó, mình thay đổi. Thì một cái tai nghe đầy đủ như vậy thì em bán là 200k. Còn mới luôn, chưa sử dụng. 200k ạ, B20. Và em qua B21 là cái thớt ạ. Cái thớt này thì nó nặng là được 2kg. Nặng 2kg. Và cái bề mặt trên đây là nó là inox 304 ạ. Đây. Nó có chữ có logo hai hình người đây ạ. Và Zia Willing Handcare ở đây. Đó. Made in Germany. Và cái mặt bên đây thì mình gọt rau củ quả bên đây ạ. Nó có hai mặt. Cái thớt này thì cái chiều dài của nó ở đây là được 41 ạ. Và ngang qua thì nó được là 30. Thớt này em bán là 280k. Nó nặng 2kg. Em qua B22. B22 là ở đây có được là 24 chữ cái ạ. Cái này thì cái chữ nó to, nó kiểu dáng như, nó kiểu như vậy ạ. Và nó có một cái cây luôn, có một cái cây cho mình. Cái này thì các anh các chú mình dập vào da ạ. Nó tạo kiểu chữ dập vào da. Thì cái này em bán là 180k, B22. Em qua B23 là dây câu. Ở đây thì em có là một cái bịch lưỡi. Một cái bịch lưỡi với, lưỡi câu với dây luôn đây. Đó. Cái này thì xài rồi à. Người ta xài rồi. Cái dây này thì nó được là 0,6 ly ạ. Còn cái dây này thì nó mỏng hơn. Cái dây này thì là còn mới luôn, nó còn ở trong cuộn luôn đây ạ. Dây cước này mỏng hơn. Đó. Thì em bán nguyên cái combo này luôn. Này là của Nhật đây ạ. Nó chữ Nhật trên đây hết. Đây. Cái cuộn này là nó được 170m. Cuộn trắng thì người ta xài rồi. Em bán cái này 120k một set này ạ. Em qua B24 là hai cái nhíp. Hai cái nhíp đây.
cây này, cái này là thép, là thép không dỉ. Taletel đây ạ. Taletel nó có chữ Japan ở đây luôn. Đây ạ, nó có chữ Japan đây, Taletel. Nhíp này loại to. Đó. Và cái, một cái nhíp này thì nó mất cái bịch rồi nên nó hơi bị trầy xước nhẹ ạ. Này cũng chưa xài luôn đây, nó còn cái dây của nó luôn đây. Cây nhỏ hơn, cây nhỏ hơn thì em thấy là nó dài hơn, thì nó được ở đây là 25 năm. Còn cây to hơn, nó ngắn hơn một xíu, nó được ở đây là 24 ạ. Thì combo hai cái cây nhíp này của Nhật em bán là 100k B24 mũi xéo. Và em qua B25. B25 thì cái này là cái dây rọi ạ. Dây rọi này thì em lấy ở bãi thì em thấy là nó hơi bị rít rít. Nhiều khi em kéo ra thu lại được, nhiều khi nó hơi vướng vướng ạ. Của Tajima Japan. Đó, chữ Nhật đây, hàng nội địa Nhật. Và cái dây rọi này thì em bán 80k. B25. Em qua B26 ạ. B26 thì ở đây em có mấy cái đầu này là đầu 1/2 ạ. Thì ở đây là em có được 10 đầu là từ 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 ạ. Nè. Japan thép là thép CRV, như đầu ngày đầu là 24 ly đây ạ, đó. Cái đầu này là đầu 1/2. Đó. Đầu tiếp 1/2. Thì cái bộ này ở đây là 10 đầu này thì em bán là 140k. B26 ạ, 140k 10 đầu. Cái đầu của nó đây. Và em qua B27 ạ. B27 là ở đây em có cái bộ cờ. Ở đây thì bộ cờ nó có quân cờ đây màu đỏ và màu đen. Và nó là bằng đồng ạ. Nặng là em cân là 2,4 kg. Thì cái bộ cờ này em bán là 1.400.000 bằng đồng. Đó, các anh các chú nào mình thích chơi cờ ạ, đó, mình mua bộ này còn mới luôn ạ. À. Nó gói ở trong cái bịch như vậy. B27 1.400.000. Em qua B28. B28 thì cái này là cái đồ mà để chống đỡ xe, chống ngã, chống đổ xe ạ. À. Cái này thì em nhặt hai màu khác nhau ạ. À. Cái này thì chiều dài của nó ở đây là được 14 năm. Cái này nó bằng nhựa nhưng mà nhựa cao cấp à. Để mình gắn cái vào xe mình. Khác màu nhưng mà cũng rất là đẹp. Các anh mình phối lại cũng rất là đẹp. Thì cái cặp này em bán là 180k. Một cặp ạ. Cái đầu để mình dặn vào xe đây. B28 180k. Em qua B29 là cây xịt hơi của Top ạ. À. Cây xịt hơi của Top. Cây này thì em test rồi, hơi hoạt động ok ạ. À. Em bán 200k B29. B29 200k. Em qua B30 là cái bếp du lịch sử dụng là bình ga mini. Đây mình gắn cái bình ga vào đây và mình chỉnh lửa ở đây. Đó. Và cái này thì đây nó có cái ga, mồi ga tự động ở đây cho mình luôn. Đó, nó nhá lửa đây ạ. À. Đây
và mình mở ra để mình để cái nồi lên mình nấu, xong rồi mình gấp gọn lại. Cái này là còn mới luôn đây, nó chưa qua sử dụng luôn. Đây, có cái chân ở dưới đây nữa đó, rất là đẹp, rất là gọn luôn. Cái này thì nó là hình vuông, cái bếp này hình vuông thì em đo qua đây là được 9 cm, hơn 9 cm. Em bán là 480k. Bếp còn mới ạ, đây. B30 480k. Em qua B31 là cây sáo ạ. Sáo này thì cái hiệu của nó là hiệu Outlot ạ, của Nhật, Japan. Cái túi phía bên ngoài của nó đây. Cây sáo này là cái người tên của cái người Nhật đây ạ, họ sử dụng. Đó. Bên trong đây thì nó có đây. Đây ạ, made in Japan. Made in Japan. Hình thức thì sáo thì cái cây bằng nhựa thì nó bị trầy xước nhẹ thôi ạ, nhưng mà không ảnh hưởng gì ạ. Đó. Chữ đây, Outlot. Và sáo thì đây nó có một tờ giấy, một cái cây để mình vệ sinh và một cái phần sáp nè. Đây. Một cái phần sáp. Thì cây sáo này em bán là 300k. B31 ạ, 300k. Em qua B32. B32. Là ở đây em có một cái con dao. Đây, cái phần này là bằng da đây ạ, còn cái phần này là bằng gỗ ạ. Nó có hình một con chim phượng hoàng và một con rồng. Đây, cái lưỡi dao đây ạ. Lưỡi dao nó trên đây là thép không dỉ ạ. Đó, nó có cái chữ ký ở trên đây. Phần tay cầm là bằng gỗ, cái này phần này là bằng gỗ. Họ làm như vậy thì mình cầm nó không có trơn trượt ạ. Em đo chiều dài con dao Tanto này thì nó được là 34,7. Và phần lưỡi ở đây thì nó được là gần 20 ạ. Và bảng ngang qua đây là nó được 3 cm. Và độ dày của dao này đây là được 5 ly ạ. Con này thì em bán là 880k, B32 ạ. Em qua B33 là một con dao, cái vỏ bên ngoài là hình lông vũ đây, hình chiếc lá, hình lông vũ phía trong đây ạ. Nó lưỡi dao đè, lưỡi dao nó là thép VG10 made in Japan. Cái phần tay cầm là bằng gỗ ạ. Thì chiều dài dao này ở đây là được chiều dài tổng thể của nó là được 19 năm. Và phần lưỡi ở đây là 9,2. Và bảng ngang của nó qua là 3,2. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 3,3 ly. Thì con dao hình cái lông vũ này em bán là 200k, B33. Em qua B34 là một cái con dao gấp. Dao này thì nó có cái hộp luôn ạ. Đây, cái hộp của nó đây. Cài dưới đây. Dao này thì cái phần lưỡi của nó đây là thép không dỉ. Đây ạ. Kai dưới đây. Dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 9,2. Bảng ngang qua đây là được 2,5. Và độ dày của nó ở đây là được 3,7 ly. Và dao này khi mà gấp gọn lại thì được là 12 ạ. B34 này em bán là 420k.
Em qua B35 là một cái con dao có cái bao da ạ. Đây, có cái bao da. Và cái nhựa phía bên ngoài đây họ ốp đây, họ ốp nhựa. Và phía trong giống như là xà cừ ạ. Đó. Rất là đẹp luôn. Dao này thì em đo cái phần mà nó gấp gọn ở đây là được 9,5. Và dao này là vân của nó đây là vân Damascus ạ. Cái phần lưỡi dao ở đây là 7. Và bản ngang qua là được 1,6. Và độ dày ở đây là được 2 ly ạ. Cái túi da để vào luôn. Thì B35 này em bán là 340k. Em qua B36. Phía bên ngoài của nó đây là cái vỏ bằng da, tay cầm là bằng gỗ ạ. Và cái phần lưỡi của nó đây, thép là thép không dỉ. Made in USA, gạt bơ. Chiều dài tổng thể của dao này đây là được 24. Phần lưỡi ở đây là được 12,8. Và bản ngang qua đây là được 2,5. Và độ dày của nó ở đây là được 3,38 ly ạ. Dao này em bán 320k. B36. Em qua B37 là cái khò nhiệt. Cái khò nhiệt để các anh các chú mình dán đề can xe hoặc làm những cái việc gì đây hả? Cái khò nhiệt này thì em thấy ở đây nó để đây. Mình dùng được điện là 220V và công suất của nó là 2000W. Và cái nhiệt độ của nó đây, nó rất là nóng luôn đây ạ, là từ 300 đến 550 độ luôn. Thì cái này em bán là 220k, cái khò nhiệt ạ, B37. Qua B38 là cái xẻng. Cái xẻng màu xám đen, rất là sạch luôn hả? Nó chỉ bị trầy xước nhẹ thôi do quá trình vận chuyển ạ. Đây, có cái logo hình con voi đây ạ, và trên đây cũng có hình con voi trên đây. Đó. Xẻng này thì còn mới luôn ạ, chưa sử dụng. Nó là dài được 1 mét ạ. Và cái phần lưỡi xẻng ở đây là nó dài ở đây là được 29. Và ngang qua đây thì nó được là 22,5. B38 này em bán là 340k. Và em qua B39 là mấy cái van van bé ạ. Mấy cái van này thì các anh các chú mình về sử dụng trong cái việc mà giống như mình mài dao mài kéo ạ, nó mình sử dụng cái ống dây giống như cái ống dây truyền dịch ạ, nó để mình dặn mình cho nước nó chảy rỉ để mình mài dao kéo ạ, nó hoặc là các anh các chú thấy công việc nào mà phù hợp cần đến cái van bé này đó, nó nhỏ như vậy thôi. Thì ở đây là em có 5 cái van bé này, 5 van em bán 100k. B39 ạ, 100k. Và em qua B40 là bánh xe. Cái bánh thằng đạn đây ạ, đó. Cũng nhỏ luôn. Em đo cái phần này qua đây là được 3 ạ. Cái đầu này qua đây thì nó được là 5. Đó, cái bánh của nó nhỏ thôi. Nó cao ở đây thì nó được khoảng 2 cm. Và cái này thì 4 bánh em bán 60k. B40
60k ạ. À. Và em qua B41 là cái đồ kẹp càng cua. Đây, cái phần lưỡi của nó, cái này là còn mới luôn ạ. À. Lưỡi của nó đây là thép không dỉ ạ. À. Cái phần lưỡi của nó đây là thép không dỉ. Tallet tail. Cái phần tay cầm là bằng nhựa. Thì một cặp kẹp càng cua này em bán 90k. B41. Em qua B42 là kéo cắt chỉ ạ. Kéo cắt chỉ này của Japan luôn này ạ. Nó có chữ đây. Made in Japan. Thì kéo này á, cái phần mà tay cầm á, thì nó hơi bị cũ một xíu, do là nó để như vậy ngoài bãi luôn á, nó không có cho trong cái túi. Mà cái phần lưỡi đây rất là sắc bén luôn ạ. Đây, em thử em cắt cái tờ giấy này ạ, nó rất là sắc. Đó. Nó rất là sắc. Cái này mà mình về mình cắt chỉ à, rất là sắc luôn. Đó. Về thì các anh các chú mình vệ sinh thêm cái này giúp em cái phần này. Đó. Kéo này thì em đo cái chiều dài của nó ở đây là được 10,5. Và cái phần lưỡi nó đây là nó được khoảng đây, phần lưỡi của nó khoảng là 3,4 ạ. Thì em bán một cặp này luôn. 80k. B42 80k 2 cây ạ. Và em qua B43 là cái này là cái đồ để các anh các chú mình dập lỗ mà giờ lên dây nịt, lên túi xách, lên dây dài đây ạ. À. Cái này thì em chỉ có cái đầu này thôi và nó có thêm mấy cái đầu nhỏ trên đây nữa. Và cái này là bằng đồng ạ, cái phần này là bằng đồng thao. Đó, về các anh các chú mình có mấy cái đầu nhỏ mình lắp vào này rồi mình bấm vào thắt lưng dây dài, dây túi xách à, kiểu như vậy. Và cái phần này thì bằng gỗ đây, đó. Thì em chỉ bán hai cái cây này vậy là 60k một cặp như vậy. B43 60k. Và em qua B44 ạ. B44. Cái cây này ở đây thì em có là 10 cây để các anh các chú mình dũa. Cái này là tam giác. Và cái phần răng này đây, cái phần này nó cũng rất là mịn ạ. À. Nó còn mới luôn. Nó bị rỉ này thì về các anh các chú mình chà qua, mình mài qua là nó sẽ sạch luôn ạ. À. Cái cây này thì nó loại nhỏ. Nó nhỏ, nó dài ở đây thì nó được là 13,5. Còn cái bảng nó qua là cái bảng nó qua đây thì nó được khoảng là 0.6 ạ. À. Và nó là cái hình dạng hình tam giác. Đó. Thì cái này 10 cây này em bán là 160k B44. Và em qua B45. B45 thì cái đầu này là đầu đục lỗ đây. Cái này là nó cũng còn mới luôn đây, nó chưa qua sử dụng. Mà nó để ở bãi thì nó bị rỉ như vậy, bị rỉ nhẹ như vậy đây. Đó, tem mát nó còn luôn. Và em thấy để cái đầu ở trên đây nó để là 3/16 như vậy ạ. Đó. Cái này mua về thì các anh các chú mình thay đổi mình dùng. Để mình đục lỗ đây ạ. Đó, đầu là còn mới luôn. Thì cái này là 5 đầu như vậy, em bán là 60k ạ. B45 60k. Để em đo cái chiều dài của cái này đây. Chiều dài của nó ở đây là được 9cm ạ. À, và nó là 3/16. Đây, 3/16. Em qua B46 là cái hộp để mình lấy ốc gãy ạ. À. Đây, nó có đủ size. 6 size đó. Size bé đến size lớn luôn. Thì cái này em bán 80k, B46 80k. Em qua B47 là cái kho ga ạ.
cái này thì mình gắn cho vào bình ga. Cái này thì nó có tự động luôn nè, đó. Tokyo Japan. Này chỉnh on up ở đây ạ. Cái này em bán 160k. B47. Em qua B48 là cái đồ để chia dây điện ạ. Cho một cái cọng dây điện to đây thì cái anh cái chú mình chia ra đây thành được 4 nhánh ở đây nữa à. Đó. Một cái hộp như vậy. Cái này còn mới luôn đây ạ, em thấy nó dán keo ở đây luôn. Cái này em bán 100k. B48. Em qua B49 làm mấy cái đầu vít sửa điện thoại nhỏ à, là đầu nhỏ thôi, nó có ba đầu khác nhau. Đây, nó có ba đầu khác nhau. Đây trên đây nó có để đây ạ. Đầu cộng, đầu y, đầu ngôi sao. Còn mới luôn, nó còn ở trong cái túi. Em bán 80k, B49. Em qua B50 là cái cổ dê ạ. À. Cái này thì size nhỏ ạ. À. Nó để ở đây là 6 đến 12 ly ạ. À. 10 cái. Nhỏ thôi ạ. À. Em bán 50k, B50. Em qua B51 là cái đồ để mình cắt cái ốc cứng ạ. À. Cái này là của Taiwan, xuất Nhật ạ. À. Cái này thì cái loại to này thì nó từ là lấy là được cắt ốc cứng là từ 16 ly đến 22 ly ạ. À. Đây nó rất là dày dặn, rất là nặng luôn. Cái này size to này em bán 180k. Và em qua cái size thứ hai, cái size là từ 12 đến 16 ly ạ. 160k. Và cái size nhỏ nhất là nó từ 9 ly đến 12 ly ạ. Hay hàng của Taiwan xuất Nhật. Em bán 140k đó, em có 3 size là từ 9 ly đến 12 ly, rồi 12 ly đến 16 ly, 16 ly đến 22 ly ạ. Em qua B54 là cái cây đo đất đo đường. Đây, cái này thì em có một cái túi vải luôn, cái túi vải để em bảo quản. Đây, cái túi của này ạ. Đây, cái này là còn mới luôn, đó, rất là gọn. Đó, khi mà mình cho nó đứng lên này, đó, để nó đứng lên. Cái này thì là đo là được 100 km ạ. Và chiều dài như em thu gọn như vậy, em để gọn như vậy thì là được 60 cm. Và em kéo dài ra hết tối đa là được 1 m ạ. Và cái này thì nó là đo điện tử đây, đó. Đây ạ. Đó, đẩy đẩy thì bắt đầu số nó sẽ lên đây, nó sẽ tính cho các anh cái chú mình. Đó. Và khi mà mình sử dụng xong rồi thì mình xóa, mình đẩy lại thì mình nhấn cái nút clear này đó, đó nó về lại số 0. Kiểu như vậy rất là dễ sử dụng ạ. À. Cái bánh xe này thì em đo cái đường kính của nó qua đây là nó được 15 cm. Thì cái này là em bán B54 này là 550k ạ. À. Và em qua B55 là cái khóa 5 số. Cái này thì phía trong đây là, phía ngoài là vải và phía trong đây nó là dây xích ạ. À. Đây hiện giờ mật khẩu của nó là đây 5 số 0. Thì khi mình đổi đây, mình reset giúp em ở đây. Đó, mình chỉnh cái này.
Đây mình chỉnh cái này và mình đổi mật khẩu. Mình muốn đổi sang số 9 hay là số 1, số 2 gì thì tùy mình ạ. Đổi xong rồi thì mình quay cái này lại. Và chiều dài của cái cọng dây xích này thì em đo đó là được 80cm ạ. Mình để mình khóa xe. Em bán là 140k B55. Em qua B56 là cái này, cái phần nối của dây cáp. Này ạ, à, bịch của nó đây. Bịch của nó là được 10 cái ạ. À. Cái đầu một bịch nhầy và một cái bịch này ạ. À. Bịch này em bán là 50k. B56 50k. Và em qua B57 là cái đầu cót. Đầu cót này ở đây thì nó để ở đây là được 280 đầu. 280 đầu, mỗi đầu khác nhau. Đó. Em bán 100k B57 á. Em qua B58. B58 là hộp cầu chì. Cái này các anh các chú mình dùng trong xe máy đây ạ. Nó có đầy đủ luôn, như cái này là nó để là 3. Màu tím nó để là 3, còn màu vàng này thì nó để là 20 ạ. 20. Em nghĩ là đủ hết ạ. Và màu đỏ này thì nó để ở đây là 10 ha. Có thêm một cái gấp nữa. Một hộp này thì em bán 70k. B58 ạ, 70k. Em qua B59 là cái này để các anh mình trà gỗ, trà sắt đây ạ. À. Cái đầu này là đầu dành cho cái khoang kẹp đây ạ. À. Đó, 6 ly. Và cái này thì cái độ mịn của nó là được 500 ạ. À. 500. Phần đá của nó đây, 500. Cái này thì cái đường kính nó qua đây là nó được 8 ạ. À. 8 cm. Em bán 60k. Nó có hai đầu để mình thay đổi. B59 60k. Và em qua B60 ạ. B60 là cái cuốc. Cuốc này thì đây nó có một cái cây như vậy, một cái cây tháo rời. Chiều dài của nó ở đây là được 50cm ạ. Chiều dài là 50cm. Và cái phần lưỡi cuốc đây này. Cái phần lưỡi cuốc rất là dày dặn luôn. Chiều dài ở đây thì nó được là 19 năm. Và ngang qua đây thì nó được là 15. Và nó có luôn cái túi đây. Đó, cái này là cuốc của quân đội đây ạ. À. Cái này thì mình lắp vào nó theo chiều. Đó, các anh về các anh mình sử dụng ạ. À. Rất là tiện. Thì cái này em bán 200k. B60 200k. Em qua B61 là cái bình phun sơn ạ. À. Cái bình phun sơn. Cái bình phun sơn này thì cái dung tích của nó là 750ml. Và cái này thì em có test qua rồi ạ. À. Nó phun ra test nước rồi thì nó hoạt động là ok ạ. À. Đây. Đó. Bình to. Thì em bán cái này là 300k B61. 300k. Em qua B62 là cái cây mài dao kéo. Đây, nó có hai mặt, một mặt bên đây và một mặt bên đây. Đó. Và nó có mấy cái khe chỗ này đây để mình đưa những con dao nhỏ hoặc là những cái kéo à, để mình mài trong cái ngóc ngách như vậy của Tamasaki ạ. À. Nó có cái đồ treo lên nữa. Thì chiều dài của nó ở đây là được 27 năm. Và ngang qua đây thì nó được là 15. Ngang qua thì nó được là 5,2 ạ. Em bán 150k B62. Em qua B63 là cây kìm điện ạ. Đây, cây kìm này là còn mới luôn ạ, của Japan đây. Cái phần tay cầm là nó bọc cao su. Và cái phần mà miệng của nó đây ạ. Phần miệng của nó đây, nó không có bị mẻ dập gì hết. Đây.
Cái size này thì nó dài ở đây là được 21,5 ạ. Em bán 250k B63. Em qua B64. B64 là cây mở ống nước ạ. Đây nó có cái hình minh họa luôn này ạ. Đó. Cái này thì cái này là nó dài là được 280mm ạ, của Super. Và thông tin nó có ghi trên đây ạ. Cái phần này nó dài qua là được 48mm và mình mở được ống nó để ở đây là từ 0 đến 80mm ạ. Nó còn tem mát luôn đây. Đó. Tem mát của Nhật. Thì cái này em bán là 320k B64. Em qua B65 là cây kéo bếp ạ. Lưỡi của nó đây rất là sắc bén ạ. Sắc ban. Chiều dài của kéo này thì nó được là 22. Và phần lưỡi kéo ở đây thì được là 8,4 ạ. Em bán 150k B65. Và em qua B66 là cây thước ạ. Cây thước này ở đây thì thước gốc nó là của Shinwa. Đây, made in Japan. Hình thức của nó thì nó có bị trầy xước ạ, trầy xước nhưng mà nó còn rất là đẹp luôn đây, nó. Thước thì em thấy để hay bị dễ bị trầy xước. Đó, nó có những cái vết cấn nhẹ như vậy. Đó, còn những cái phần này đây nó mình vẽ mình gạch thì rất là ok ạ. Nó những cái gốc của nó không có bị gì hết. Em bán cái này là 120k B66. Em qua B67 là cây thước thủy ạ. Thước thủy này còn mới luôn. Của Japan này ạ. Này, made in Japan. Hàng này là hàng nội địa Nhật ạ. Thước này đây nó dài là 30 cm. Tajima. Nó có là hai cái đồng hồ đây, hai cái đồng hồ. Và nó có cái phần hút 500 của nó đây, nó. Và thước này thì em bán là 380k. Có ghi trên đây. B67 380k. Em qua B68 là một cái con dao ạ. Cái phần tay cầm là bằng gỗ ạ. Trên đây thì nó có chữ đây nhưng mà nó hơi bị mờ ạ. Đó, có cái chữ ở đây mà bị mờ. Thép của nó là thép không dỉ. Dao này thì nó cầm rất là nặng tay luôn. Chiều dài ở đây là được 26,3. Phần lưỡi ở đây là được 13,2. Và bảng ngang qua đây là 3 ạ. Và độ dày của nó ở đây là được 4,45 ly. B68 này em bán là 350k. Em qua B69 là một cái con dao này là dao lặn ạ. Dao là để đi biển ạ. Nó là chịu được cái độ muối, độ nước mặn của biển. Dao này là dành cho dao mà các anh cái chú mình là thợ lặn ạ. Cái phần tay cầm đây nó là bằng nhựa, nó có bị trầy xước đây, một phần đầu như vậy đó, phần răng cưa, một phần lưỡi dao. Chiều dài của dao này thì nó được là 24,8 và phần lưỡi này thì nó được là 12,5 và bảng ngang qua đây là được 2,4. Dao này thì cái độ dày của nó ở đây là được 3,9 ly. Em bán là 350k B69. Giờ em qua B70 là một cái con dao sashimi mũi vác ạ. Thép của nó là thép không dỉ của Takayuki Japan. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Nó là dao sashimi một mặt ạ. Dao này thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được cái phần lưỡi của nó ở đây là được 26,5.
cái bảng của nó qua đây là được 3,4 và độ dày ở đây là được 3,2 ly. Em bán là 340k B70. Em qua B71 là một cái con dao sashimi, tay cầm là bằng gỗ đây ạ, khâu là khâu nhựa, chữ đây, chữ ở trên cái phần lưỡi đây ạ. Đó, bên đây cũng có chữ nữa. Bề mặt của nó đây hơi bị rỗ nhẹ, nó có bị rỗ nhẹ. Dao này thì cái phần lưỡi của nó đây, cái phần lưỡi của nó dài ở đây là được 26 và cái bảng của nó qua đây là được 3,1 ly và độ dày của nó ở đây là được 3,9 ly ạ. Con này em bán là 480k B71. B72 là một con dao thái bếp của Nhật. Đây, chữ nó khắc ở trên đây. Thép là thép không dỉ luôn ạ. Cái phần tay cầm là bằng gỗ ạ. Thì cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17 năm. Bảng ngang qua đây là được 4,3. Và độ dày ở đây là được 2,3 ly. Em bán con này 100k B73. B72 ạ. B73 là con dao Nakiri. Đây, chữ của nó đây. Đó, rất là nhiều chữ luôn. Cái này về các anh các chú mình làm thêm lại ạ, nó. Cái phần trên đây đây, nó còn lớp zin của nó trên đây luôn. Cái phần lưỡi của nó ở đây là được 16,7. Bảng ngang qua là được 6. Và độ dày sát cán, độ dày sát cán ở đây là 4,7 và nó mỏng dần về phía mũi ạ. Em bán là B73 200k. Em qua B74. B74 thì ở đây là em có cái bộ tuyếp rồi bộ vít của Nga ạ. Hàng này là của Nga, chữ Nga đây ạ. Đó. Cái bộ đầu tiếp đây. Thì cái đầu lớn nhất của nó là 12 tới cái nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất này, cái này nó hơi bị khó lấy. Đây ạ. À, 4 ạ, cái này 4. Đó, nó cũng đủ size luôn. 12. 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ạ. Đó. Có cái cây đây, đó. Để mình gắn mấy cái đầu vít này vào ạ. Đó, nó có mấy cái đầu vít đây. Rồi có một cái đầu đầu bi nữa đây ạ, đầu bi. Đầu bi size đây 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm. Và nó có một cái đầu nối để mình nối thêm mấy cái đầu này vào, mấy cái đầu tiếp này vào ạ. Đây, một cái bộ đầy đủ của nó luôn. Là có đầu cộng, đầu trừ, đầu hoa thị đây ạ. Đó. Rồi đầu vít. Một bộ đầy đủ của nó như vậy. Cái này nữa. Okay, nó có cái nút này để mình ấn đây, mình chỉnh này ạ. Thì cái bộ đầu tiếp với vít này thì em bán là 420k của Nga B74 ạ. Và em qua B75. B75 thì ở đây là nó có là được 26 chữ cái và kèm luôn cái này ạ. Kèm luôn cái dấu và này đây. Đó. Là ga 27. Thì cái bộ này là 4 ly. Chưa sử dụng luôn ạ. Chưa sử dụng. Của Speedmark đây ạ. Nó là của Thụy Điển. Nó là 4 ly đây ạ. Nó có số 4. Em bán bộ này 480k. Cái này nó không có cái nắp ạ.
Đây nó chỉ có giày thôi. 480k B75. Em qua B76 ạ. Là cái bộ ở đây thì em có 11 cây. 11 cây là từ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 và 24 ạ. Đây. Thép của nó đây, thép của nó là thép CRV. Playbon dưới tay ạ. Đó. Có 11 cây. Cái này là nó chưa sử dụng luôn. Đó, cái đầu của nó đây. À. Một bộ này 11 cây này em bán 380k. B76 380. Và em qua B77. B77 ở đây thì em có là cái cặp kẹp gỗ ạ. Tổng cái cặp này là nó được 2,2 kg, một cây là nó nặng 1,1 kg ạ. Hiệu tớp của Japan. Đây, hiệu tớp của Japan này ạ. Và cái phần mà này là kẹp tối đa là được 15 cm ạ. Kẹp tối đa là 15 cm. Và cái phần này qua đây là được 10 cm ạ. Đây, ở đây nó có để đây ạ, 150 đến 100mm đây. Rất là trơn tru, cái phần nút cao su của nó thì nó hơi bị chạy xước nhẹ thôi ạ. À. Một cặp luôn. Đây. Sapan của top ạ. À. Thì một cặp này em bán là 400k. B77. B77 400k. Em qua B78 là cái cặp Mani ạ. Cái này trong đây thì nó có thêm một cái con, một cái cục này nữa. Cái này thì em thấy nó chịu được. Đây, ở đây để là được 5,3 tấn này ạ. Và cái này ở đây nó để là 13,8. Là cái khoảng này đây. Thì ở đây là em có được một cặp luôn, em bán 250k. B78 này là 250k. Em qua B79 ạ, là cây kìm để mình cắt cắt đồng, cắt sắt ạ. Đây, nó là hàng nội địa Nhật. Đây, nó có chữ Nhật trên đây. Thì cái phần mà màu sơn á, thì nó bị bong tróc ạ. Nó bị bong tróc cái lớp mạ sơn. Cái phần tay cầm đây thì bằng cao su, bọc cao su. Cái phần lưỡi của nó đây đó, còn rất là sắc luôn. Đây ạ, phần lưỡi đây. Đó. Nó dài tối đa em đo luôn là được 65 cm. Và cắt tối đa thì khoảng hơn là được khoảng được 45 cm ạ. Là cắt đồng và nhôm ạ. À. Dây cáp đồng nhôm. B79 này em bán là 580k. Đó. Cắt tối đa là được 4,5 cm. Khoảng như vậy ạ. À. Đây cái miệng của nó đây. Đó. Qua B80 thì cái này là kéo cắt cành. Cái phần tay cầm đây bọc cao su, còn cái phần này là nó bằng, cái này nó bằng nhựa, bằng nhựa nhưng mà cũng nhựa cao cấp. Đây, đó. Cái phần lưỡi nè, lưỡi nguyên zin của nó luôn. Đo là được 41 ạ.
Em bán là 150k B80. Em qua B81. B81 là cái cảo xích à. Cái cảo xích này là của Mỹ à. Hiệu của nó là hiệu Rigid. Cái hiệu Rigid đây ạ. À. Đây, có chữ USA đây ạ. À. USA. Thì chiều dài của nó, chiều dài cái sợi dây là nó được 60cm ạ. À. Cái chiều dài của dây xích này đây 60cm. Và nó nặng tổng thể em cân là được 2,5kg ạ. À. Đây, và cái phần mà răng của nó đây, đó. Cái phần răng này đây còn bên góc bên đây là còn đẹp, bên đây cũng đẹp ạ. À. Bên đây cũng đẹp. Có bên đây là nó hơi bị cấn nhẹ cái góc bên đây một xíu đây. Đây ạ. À. Nó ngay chỗ cái tay em đây ạ, à. Một xíu thôi. Tổng thể thì còn rất là đẹp ạ. À. Thì cái B81 này em bán là 350k cảo xích. Em qua B82 là cái cây uống sắt ạ. À. Cây uống sắt này đây cũng còn rất là đẹp luôn. Đây, một mặt của nó đây. Đó. Cái này thì nó bị cái bong tróc cái lớp mạ thôi. Nó bong tróc cái lớp mạ thôi ạ. À. Cái này thì sắt là được, uống sắt là được 10 ly à, sắt 10 ly. Cái hiệu của nó đây, Two Bear Bender. Và chiều dài của nó ở đây là được 30cm à. Cái phần tay cầm thì có bọc cái phần cao su. Đó. Cái phần nhựa cứng chắc chắn. Và cái B82 này em bán là 300k. Em qua B83 là một cây búa. Cây búa này là nặng tổng thể là 1,9kg. Đây, cái phần đầu của nó đây ạ. À. Nó bị bong tróc cái lớp sơn. Phần đầu đóng của nó còn rất là đẹp luôn. Đây, nó có chữ ở đây đó đây ạ. Đây, ở đây nó có chữ chữ số ở đây. Cây này thì nó dài ở đây là được 39 năm. Cái phần này thì em đo qua được là 12. Và phần đầu đóng ở đây là được 4,4. Em bán là 250k B83. Em qua B84 là cây búa này để các anh các chú mình đi phượt ạ. Đây, nó có chữ Nhật ở đây, Made in Japan. Búa này thì một đầu móc đây. Đó, cái phần gỗ của nó cũng rất là đẹp. Cái này thì người phần bằng đầu bằng đồng này thì người trước họ có sử dụng rồi đây ạ. À. Nên nó có bị lấn cấn như vậy. Đó. Nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Chiều dài của nó ở đây thì được là gần 23. Chiều dài cái phần đầu này thì nó được là 11 và phần đầu đóng này ở đây là được 3,3. Em bán là 350k B84 ạ. À. Hình thức là cũng còn rất là đẹp luôn. Tuy là xài rồi ạ. À. Người trước họ dùng rồi. Em qua B85 là cây búa tay cầm bằng gỗ. Cây này thì nó để ở đây là được 750g. Một đầu nhổ đinh và một đầu đóng ạ. À. Chiều dài này ở đây thì nó được là 32 năm. Cái phần này thì nó dài đây là được 14. Phần đầu đóng này ở đây là được 3,2. Em bán 180k B85. Và em qua B86. B86 ở đây thì em có là 5 cây bào này đây. Nó cái phần tay cầm là bằng gỗ. Cái phần lưỡi bào này thì nó được là 2,2 ạ. À. Đây, cái lưỡi này 2,2 nó. Vậy các anh mình sử dụng, mình bào. Em bán combo 5 cây như vậy, 100k ạ. À. B86 100k. Em qua B87 là
cái bào nhỏ tem mát nó bị bong tróc đây ạ. Đó, cái phần lưỡi bào ở đây thì nó được là 3,4, chiều dài ở đây là 18, ngang qua đây thì nó được là 5, nó cao ở đây thì được là 2. Em bán 100k, B87 100k. Em qua B88. B88 cũng là một cái bào luôn, tem mát nó còn luôn đây ạ. Đây, cái phần gỗ nó rất là đẹp. Cái phần lưỡi của nó đây, cái phần lưỡi của nó dài qua đây thì nó được là 3,8 ạ, 3,8. Đây, chữ của nó đây, chữ của nó ở trên đây rất là đẹp. Chữ và nó này nó dạng như vân vân đây cũng rất là đẹp ạ. Chiều dài của nó ở đây thì nó được là 22,5, ngang qua đây thì được là 5,7, cao ở đây thì nó được là 3, khoảng 3. Em bán 140k, B88 ạ. Em qua B89, bào to hơn ạ. Đây, chữ họ khắc ở trên đây, cái phần lưỡi bào đây rất là sắc luôn. Lưỡi bào này thì ở đây là được 4,7 ạ. Nó dài ở đây là được 25,5, nó cao ở đây là được 3, ngang qua đây thì được là 6,5. Em bán là 160k, B89. Em qua B90 là một cái cây sủi ạ. Dạng cái mũi của nó đây, mũi xéo xéo như vậy. Đó, chữ khắc ở trên cái phần lưỡi đây. Đó, cái phần gỗ của nó cũng còn rất là đẹp ạ. Chiều dài của nó đây là được 41. Cái phần bản của nó ở đây thì nó được là 9,5. Cái bản ngang qua là được 7,5. Và lưỡi thì cái mũi xéo xéo như vậy, để các chú các anh mình dùng cái vào cái việc mình sủi ạ. Em bán là 250k, B90. Và nay thì em có một cái thùng đồ nghề của Rinta. Đây, cái màu sơn của nó đây, Màu xám xám vàng vàng ạ. Nó kiểu màu như vậy. Hình thức bên ngoài đây nó còn tem mát của Nhật luôn. Hình thức bên ngoài thì nó có bị mớp mà nhẹ, nó có bị mớp góc này, góc này dưới đây. Đây, phía ngoài sau của nó đây, phía ngoài sau và phía ngoài dưới đây bị cấn nhẹ. Phía bên trong này ạ, à, phía bên trong có bị rỉ nhẹ nhưng mà còn rất là đẹp luôn. Đó, nó có được là 3 ngăn và 2 ngăn trên là nó có chia thành mấy ngăn nhỏ. Và cái này thì em cho chiều dài qua là được 42 cm và ngang là 20 cm và nó cao là 19 cm. Và cái thùng này là nó nặng là 4 kg ạ. Và em bán là 420k cái thùng Rinta của Nhật này. Và em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.